nay dân quân luyện tập giữ làng giữ trời Xô Viết nghệ an. Ôi dòng nước trong lòng chỉ cứ trên ngàn, qua những ánh sương thanh trường ngàn. Còn đấy, thực ra có thể hiện cái khấu yếm là dây huyền huyền là đẹp và thể hiện cái đặc trưng của Thanh Vĩnh là nói riêng và Nghệ An nói chung và chúng ta nói chung là về phát triển là cũng là con rồng là chữ rồng của trong Nam Bộ và của châu Á. Vần lá Nghệ An, tiếng ai hò trên quê ta đó nghe sao nhạt quá, ý tiếng quân ta công sự sẵn sàng câu hò dùng lá ngụy trang. Sông Lam biết khi mua cho cạn, cùng như tinh thần lao động của dân ta, dù cho gian khổ băng qua chứ Nghệ An Xô Viết xứng lắm.